Em xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu một chiếc đồng hồ Odo 30 86. Chiếc đồng hồ này em nhập nguyên chiếc từ Pháp về, nguyên bản. Kính dưới là ba mảnh ghép lại, viền là viền nhôm, viền nhôm nổi rất là quý hiếm. Chiếc này thì đồng hồ là vách đồng, ba nồi cốp nguyên zin. Hàng em là bán ra là có bảo hành thời gian. Anh em là chơi là vô tư, cho nên là em là nói chung là nhập hàng về là từ Pháp về em kiểm tra hết đầy đủ rồi. Nó nói chung là em bán cho anh em á, nhiều khi anh em chơi á có vấn đề gì á là có thể gửi cho em để em bảo hành. Bảo hành bài bản nào hoài em gửi trả lại cho anh em chơi. Nhưng mà tất cả những cái dòng đồ hồ đồ cổ á là em nói thiệt luôn, chứ chơi á, là em vô rồi chạy nó thì với 50 năm á nó không có vấn đề gì, cho nên anh em mới chơi thoải mái. Cái dòng gông á, gông thép á, âm rất là hay, rất là ngân nga, cực kỳ hay. Gông đồng á, thì nó có thể là nó ngân vang hơn, nhưng mà thật sự gông thép á, thật sự nó cũng không thua kém gì gông đồng. Em có hai chiếc Odo 3068, nhưng mà thật sự gông đồng gông thép em thấy là cái chất lượng âm thanh nó cũng 8-10. Gông đồng thì nó cái độ vang nó vang hơn đó, nhưng mà gông thép thì nó cũng rất là hay. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi nha.